Những năm qua, an ninh lương thực là một trong những ưu tiên trong chương trình nghị sự về thương mại và đầu tư. Vì vậy, trong khuôn khổ của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Bộ Công Thương phối hợp với Ban Thư ký APEC tổ chức đối thoại công tư APEC về tạo thuận lợi cho việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhằm tăng cường an ninh lương thực. Tại buổi trao đổi, các chuyên gia đều cho rằng nông nghiệp là lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế quốc dân, bởi nó đáp ứng một trong những nhu cầu căn bản nhất của con người. Con người có thể sống vui, sống khỏe mà không cần đến sắt thép, máy tính, ô tô, xe máy, vân vân. Song không thể sống thiếu lương thực và thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày. Những sản phẩm cơ bản nhất do ngành nông nghiệp tạo ra. Một nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững sẽ là đòn bẩy thuận lợi cho các ngành sản xuất và dịch vụ khác phát triển, đưa con người lên những nấc thang mới trong quá trình chinh phục những đỉnh cao về khoa học công nghệ của thời đại hiện nay. Dự kiến chủ đề nông nghiệp và an ninh lương thực cũng đang được xem xét để xác định là một trong những ưu tiên của Việt Nam khi đăng cai APEC năm 2017. Bởi Việt Nam coi đây là nội dung quan trọng, có ảnh hưởng tới thịnh vượng chung của người dân trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.